với hòa biên giới anh sẽ tạm cười hơn là anh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc ngày người lên trẻ xuân đến mỗi thường xuân vẫn đi trong mơ như hoa kia vẫn nở bên ái nhân dương. Chúc ngày người lên trẻ xuân đến mỗi thường xuân đi trong mơ như hoa kia vẫn nở bên ái nhân dương. Ngày hôm qua em Tuấn có làm cho bác một clip giới thiệu cho bác đây này, gọi là chiếc loa đây nhá, chỗ này giá để điện thoại bỏ ra được. Đây gọi là chiếc loa SDRD, nó khá là to, cái đường kính chiều ngang. Ở đây cũng là cái các bác bình luận ở trong đấy hỏi em Tuấn là có thể test loa thì bây giờ phải giới thiệu chi tiết. Báo cáo bác là đối với loa thì đa số là bên em cần test chất âm đến tai các bác, nhưng có nhiều bác thì lại khi mình chụp ảnh mình gửi chi tiết thì bảo loa bán không test thì ai biết nghe chất âm như nào, bằng việc gì phải chụp ảnh, cần gì phải ảnh, cần chất âm cơ mà. Mua loa tôi cần nghe nhạc, thế đến lúc test nghe nhạc thì ô thì không giới thiệu hình ảnh rồi cân nặng hay nọ kia kích thước và khổ lắm các bạn, nên là làm dâu trong họ các bác làm trong cái nhiệm vụ gia đình của bác nó đã loạn hết lên rồi, trong họ tôi chiều các bác em dỗi chứ đang làm nữa nhá. Đây là con loa SDRD, em đang để cái camera đằng trước nó ngược một chút. SDRD cái kích thước chiều ngang nó tầm 30, còn đặc biệt là con này có hai tay mic để đây này, bác chỉ cần thả tay mic vào đây là nó sạc ở trên trong này ra nhé. Và sau con điện thoại này thì nó có thể cắm điện USB này, thẻ nhớ này, bắt Bluetooth và cắm cổng sạc điện thoại vào đây luôn. Con này thì khẳng định với bác là không hay không lấy tiền. Em Tuấn dám khẳng định không hay không lấy tiền với bác riêng con này. Vì con này chất âm nó dày, nó âm lắm. Em đi chơi hôm nào em đi chơi xa cầm con này chơi mà. Thì ví dụ mình đi ra ngoài chẳng hạn cũng là buồn, nhưng đây con này. Sau đây em Tuấn sẽ test nhé. Cái tay mic này các bác chỉ cần cầm tay mic này lên. Tại trên tay mic này có thể chỉnh to nhỏ, vọng nhại, echo vang vọng các tiếng nhạc trên này luôn. Tay mic rất là nặng, đầm chắc cực kỳ luôn. Chiếc đài này có mức giá là 1.390.000. 1.390.000 bác nhìn em gần gần thế này mà nó vẫn zip zip mic thì bác không biết là chất âm nó như thế nào nhỉ. Đấy, chất âm rất là tốt luôn, không zip mic, không zip mic. Rất là sau đây là bác sẽ test karaoke rồi bác. Test karaoke. Rồi tốt luôn các bác nhé. Cái gì đây? Em về kiểu trời mưa này. Tâm sự bạn nhậu nhau này. Quên làm nhánh lan rừng, nhánh lan rừng vẫn nhé. Nào, nhánh lan rừng. Ai vẫn tiếc về thăm thành phố nào nước nước buồn xuân ba lô trên lưng mà theo nhanh ngàn đường. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhanh nhanh lan rừng đã nở như cánh hoa trắng xinh, như nụ cười trên đôi môi của dừng chân bên bờ suối vắng thấy nhanh lan rừng là bông xanh trên cành xanh mù gửi lên lời hát cho tâm tư người lính trẻ
gió mưa không phai tàn, loài hoa trắng phong lan. Những lúc tiếng tố đang tàn im nghe lòng xuôi nhau. Đây nhanh đang cưng là vẫn xanh trên cành cây bụi. Dù cho đời lên trinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố nào nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhanh là với hòa biên giới anh sẽ tặng người thân là ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa thôi. Chúc chúng anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ vẫn đi trong mơ như hoa kia vẫn nở. Gửi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ, gió mưa không phai tàn, loài hoa trắng phong lan. Những lúc tiên súng đã tạm im nghe dòng suối hát, lên nhanh lan rừng quê với nhau khi nào đơn hòa. Dù cho đời lấy trinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố nào nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhanh nhanh với hòa biên giới anh sẽ tặng người thân là ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc chúng anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thương, xuân vẫn đi trong mơ như hoa kia vẫn nở bên ái nhan giờ. Xuân đến muôn ý thơ, xuân đi trong mơ như hoa kia vẫn nở bên ái nhan giờ. Bạn lòng trên đỉnh đến sơn lan và tiếng sáo. Con này mic rất là ẩm, mặc dù là em hát này hát không lên được, giọng nó mất giọng này, nhưng mà ngồi nó buồn, không test hát karaoke vì nó là đam mê. Hết lấy cái này sang lấy cái khác ra để test cho bác rồi, chiều nay em sẽ test một bộ đèn khác. Nhưng mà nếu mà để tập tiền hay thì con này sẽ là hay, rất là hay. Ơn chiếc rất là hay. Chào các bạn.